Giới thiệu tới mọi người cái máy bắn bóng bóng bàn ENT A9, hàng chính hãng. Đây là toàn thể của máy này, một bộ khung lưới này và giá đỡ bóng này và máy này. Đó. Đây là cái báng đỡ bóng này, báng đỡ bóng khi mà mình bóng nó bắn ra, mình đánh đánh bóng thì lưới nó chắn lại. Đây, lưới nó chắn lại và nó sẽ rơi vào trong cái báng đỡ này và nó lại tự động nó thu vào giữa máy và để máy nó lại hút ra nó bắn lại và cứ tuần như vậy tuần hoàn 100% nhé. Mọi người không phải đi nhặt bóng nhiều. Đó. Nó ưu điểm là như vậy. Còn thì các bạn chơi dùng những cái máy mà không có lưới, chỉ có nguyên cái máy không ấy, không có lưới chắn bóng, không có báng đỡ bóng thì phải chơi được tầm vài chục quả, trăm quả lại phải đi nhặt bóng. Rất là mất thời gian và đang tập hăng lại phải đi nhặt bóng, rất là chán, rất là nản. Và máy bắn bóng bàn ENT A9 hàng chính hãng. Đây mọi người thấy này. Đây là tổng thể máy này, bên dưới đế đế máy này và mình đang để trên một cái ghế nhá. ENT A9. Đó. Và nếu các bạn không để ghế thì mọi người có thể cài đây, nó có cái khung cài đây và mình cài nó vào mép bàn. Nhưng mà mình tiện có cái ghế nên là để luôn lên trên cái ghế. Đó. Mọi người có thể cài trên mép bàn rất là vô tư thoải mái nhá. Đó, lắp vào thì nó sẽ như này thôi. Đây, lắp vào nó sẽ như này nhé. Đó, và ở video này thì mình sẽ mô tả qua về cái cách thức hoạt động của máy. Đó. Và đây mình có thể tất cả thì điều khiển máy nó qua một cái bảng điều khiển nhé. Đây, và bảng điều khiển mình có cài ở đây. Đây là tất cả về một cái bảng điều khiển này, nó có thanh kẹp này, kẹp vào mép bàn đây nhé. Mình có thể kẹp vào mép bàn hoặc kẹp vào mép nào đó làm sao để thuận tiện nhất có thể. Đó. Làm sao để thuận tiện nhất có thể để mình điều chỉnh điều khiển bóng. Đó. Và đây là một cái bảng điều khiển này. Đó. Đây là bảng điều khiển với cả gồm rất là nhiều các chế độ lựa chọn khác nhau. Như nút đỏ này là nút bật tắt này. Nút bật tắt này và start power này. Còn như là nút này thì nó là cái nút bóng và mình có thể nó mình hẹn chơi bạn chơi bao nhiêu quả là tự động nó ngắt đấy. Ví dụ mình để 100 quả thì nó sẽ đếm ngược. Hết 100 quả là tự động máy nó sẽ ngắt. Đó. Và ba cái nút này là nút xoáy lên này, xoáy xuống này và tốc độ bóng này. Đó. Và nút này nó là chọn random có cả xoáy lên, xoáy xuống, bóng dài, bóng ngắn cũng như là xoáy ngang, xoáy dọc. Đó. Và còn cái nút này thì nó sẽ là chọn ấn nút này để mình chọn điểm rơi ở trên mặt bàn. Đấy, nó có 11 điểm rơi ở trên mặt bàn nhé. Các bạn hình dung này, cái vạch kẻ trắng này, ba cái vạch kẻ trắng này, đó. Và màu xanh nó là hình dung giống hệt như cái mặt bàn luôn. Đó. Ví dụ các bạn chọn chế độ 1 là nó sát sang mép bàn bên tay trái và lần lượt vào dần giữa bàn và điểm 6 là giữa chính bàn luôn. Và đến 11 là điểm mép bên tay phải. Đây thì mình có thể mình test thử cho bạn nhé. Đây và mình nhấc ra luôn này. Đó, nhấc ra để mình có thể nhấc ra mình để ở trên mặt bàn này. Cho mọi người có thể quan sát cho nó dễ nhé. Đó. Đây, mình điều chỉnh này, bảng điều chỉnh này và máy này. Đây nhá. Đầu tiên này đây là đang chế độ là 41 này. Đây mình đây bấm này. Khi mà mình có thể điều chỉnh bấm nút này, bấm này. Đó, và điều chỉnh lên xuống này. Nó có mắc lại đến 9, 9 xong quay về 0. Đó, ví dụ 300 322 đây, 3 này, 4 này, 324 quả nhá. Và đây là tắt tắt xoáy lên, tắt hết xoáy lên nhá, cái nút vàng vàng đây. Đấy, top này, top view speed này là xoáy lên này thì đang tắt hết nhá. Và đang để xoáy xuống này. Tốc độ xoáy xuống là 5 và mình có thể mắc lên là 9 và giảm xuống là 1. Và đây là tốc độ ra bóng. Tần suất ra bóng đấy. Tần suất ra bóng thì thấp nhất là mức độ 1 này. Và mình có thể lựa chọn điểm rơi này đây. Đầu tiên mình muốn chọn điểm nào thì mình sẽ ấn vào nút này, ấn nút này trước để nó reset hết này. Reset hết và mình sẽ chọn điểm rơi, ví dụ như là điểm 1 này, điểm 3 này, điểm 6 này, điểm 8 này, điểm 11 này. Đó, mình đang chọn 5 điểm rơi trên mặt bàn nhé.
Và khi chọn tất cả chế độ xong thì mình ấn nút đỏ, nút Start này là máy nó sẽ chạy đây. Đây nhá, các bạn thấy này, đây. Mình chưa ấn nhá, đây, Start này. Đó, và bắt đầu máy nó sẽ chạy. Đó. Đây là bóng xoay xuống này. Bóng xoay xuống và rơi 5 điểm trên mặt bàn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, 5 điểm và lại quay lại. Đó. Đấy là xoay xuống nhé, chỉ nguyên xoay xuống. Bây giờ mình sẽ cho xoay xuống hết xuống dưới luôn. Đây, xoay xuống này. Xoay xuống bắt buộc là phải có một là xoáy lên, hai là xoáy xuống. Ví dụ mình tăng xoáy lên lên là một thì xoáy xuống mình có thể giảm xuống không. Đó. Đây, xoáy mình cho xoáy lên là 3 đi. Đó, và tốc độ vẫn là một nhé, 5 điểm rơi vẫn y như vậy. Ấn nút bắt đầu này. Đó, và máy nó chạy này. Đó. Xoáy lên này. Xoáy lên thì à đây để mình tăng lên. Đó. Đấy. Rơi đúng 5 điểm rơi ở trên mặt bàn. Ba này. Điểm thứ tư này. Điểm thứ năm này, đó. Đó, tổng là 5 điểm rơi trên mặt bàn của chế độ xoáy lên. Xoáy xuống này, xoáy lên này. Xoáy xuống thì thường thường là bóng nó sẽ rơi ở điểm ngắn hơn, còn xoáy lên thì bóng nó sẽ rơi ở điểm dài hơn và tùy theo tốc độ mình chọn này, đấy. Và mình có thể vừa lựa chọn vừa xoáy lên vừa xoáy xuống luôn nhé. Đây. Đây ví dụ là tốc độ 3 này, xoáy lên tốc độ 3, xoáy xuống cũng tốc độ 3 hoặc là tốc độ 4 cũng được. Đấy. Và vẫn chọn chế độ 5 điểm rơi này. Và vẫn tốc độ 1 nhé. Đây mọi người có thể cho lên tốc độ 2, tốc độ 3 thì bóng nó sẽ ra nhanh hơn thôi. Đây mình đang test thử cho các bạn xem. Đây này. Đây là xoáy lên là 3 này, xoáy xuống là 4 này. Có nghĩa là xoáy xuống nó sẽ nhiều hơn một nấc một một mức. Đó, và tốc độ này. Đây mình ấn bắt đầu tiếp này. Đó. Và vẫn 5 điểm rơi nhá. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, đó, 5 điểm rơi trên mặt bàn. Đó, xoáy này. Đấy mọi người có thể thấy này. Xoáy xuống nhiều hơn nên là điểm rơi của bóng nó sẽ gần gần ở giữa bàn. Còn đó. Đấy, còn ví dụ mà xoáy lên nhiều hơn thì nó sẽ rơi ở trên gần gần cái mép bàn hơn. Mà đấy, nó xoáy lên xoáy xuống. Hoặc là đây, mình bật cả chế độ random cho bạn xem nhé. Đây, đây này. Chế độ random này là chế độ này này. Đây, đây, đây và bắt đầu này. Đó, 5 điểm rơi nhá. Đó, random quả ngắn này. Đấy, quả ngắn hơn này. Quả ngắn hơn này. Đó, quả ngắn này. Vẫn đang là ngắn này. Đấy, dài này. Dài này. Dài này. Đấy. Đấy, ngắn ngắn hơn một chút này, đó, và quả ngắn này. Đấy, quả nó random quả ngắn quả dài. Nhưng mà các bạn có thấy rút lưới không? Đúng không? Những quả ngắn ấy random, những quả ngắn ấy rút lưới. Đây, mình có thể nâng cái cổ của nó lên. Đây, mình nâng bằng cơ nhá. Đây để mình hướng dẫn các bạn sử dụng máy luôn. Đây, mọi người thích có thể vặn vặn nới cái cổ máy này ra. Đây mình vặn ra và mình nâng nâng nó lên là được. Đó. Đây. Nâng bên này. Mình cứ vặn. Đây một tay mình đang hơi khó vặn. Nó có cái gen xoáy thôi, mình cứ vặn nó nới nới lỏng lỏng ra, xong mình nâng lên rồi mình lại siết nó vào. Thế thôi, đây. Vặn ra này, nó có cái gen xoáy giống như kiểu nắp chai ấy, kiểu kiểu như thế. Mình cứ vặn nó ra, xong mình nâng nó lên, nâng cầm tay đẩy nâng nó lên, xong lại siết nó vào cho nó chặt vào là được nhá. Đấy, nâng lên thì nó sẽ không bị chạm vào lưới, đây nó sẽ không bị rút lưới. Đó là toàn bộ cách chơi này, cũng như là chế độ chơi này, cũng tất cả mọi chế độ trên máy bắn bóng bàn ENT A9 với cái bảng điều khiển điện tử. Đấy, bảng điều khiển có dây rất là nhạy luôn. Bảng này thì rất là nhạy. Và đây cái có góc cài này, mình cài và siết cái giá đỡ này lên lên cái mép bàn này. Đó, và mình có thể cài vào mép bàn rất thuận tiện để chơi. Bên trái bên phải đều được nhé.
bảng điều khiển này. Đó. Và cần thêm thông tin gì về máy ấy, thì mọi người cứ liên hệ bên mình qua số điện thoại để trên góc màn hình nhé. Và số đó có cả Zalo luôn, mọi người cứ nhắn qua, bên mình có nhân viên hỗ trợ cho các bạn cụ thể. Okay, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ạ.